Thưa quý vị, sáng nay tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 1973-2023. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các ban ngành địa phương và các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc đã về tham dự. Tại buổi gặp mặt, các cựu tù chính trị yêu nước, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời oanh liệt, gan dạ và dũng cảm của một thế hệ thanh niên yêu nước. Trong những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trở về tại bến sông Thạch Hãn của những năm tháng lịch sử hào hùng đó, có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí bày tỏ sự xúc động khi về lại nơi cách đây 50 năm ông cùng các đồng đội đã được trao trả, đồng thời khẳng định đối với các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước bị địch bắt tù đầy tại các nhà giam đế quốc, nơi được ví như địa ngục trần gian, thì Hiệp định Paris, trong đó có Nghị định thư về trao trả tù binh như báo hiệu giây phút hồi sinh của các chiến sĩ cách mạng về với Đảng và nhân dân. Đồng chí mong muốn và tin tưởng các cựu tù binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau nói theo.